kính chào quý vị khán giả kênh tin tức thời sự chuyên cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất mỗi ngày gửi tới quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi. Hãy like và share để những video hữu ích này tiếp cận với nhiều người hơn quý vị nhé. Cần Thơ test nhanh SARS-CoV-2 cho gần 70.000 người tự nguyện. Vụ tông xe vào cảnh sát giao thông ở Long An là cố ý giết người. Chủ tịch công ty Mario Capital bị bắt vì lừa đảo gần 43 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Ép buộc người khác uống rượu bia xử lý như thế nào? Cần Thơ test nhanh SARS-CoV-2 cho gần 70.000 người tự nguyện. Thưa quý vị, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5, ngành y tế Cần Thơ sẽ xét nghiệm nhanh 68.000 người trên tinh thần tự nguyện để sàng lọc COVID-19 trong cộng đồng. Ngày 22 tháng 4, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ cho biết, việc xét nghiệm trên tinh thần tự nguyện được thực hiện chủ yếu ở trường học và chợ. Các trường hợp được xét nghiệm là trẻ em từ 5 tới 12 tuổi, các phụ huynh, người chăm sóc trẻ, giáo viên, nhân viên trường học, tiểu thương kinh doanh tại các chợ, thành viên tổ 19 cộng đồng, người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên dương. CDC Cần Thơ sẽ chỉ định lấy mẫu gửi về cơ sở y tế đủ điều kiện để xét nghiệm RT-PCR. Lãnh đạo CDC thành phố Cần Thơ thông tin thêm, việc xét nghiệm nói trên nằm trong dự án nâng cao hiệu quả sử dụng xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phát hiện COVID-19 trong cộng đồng. Nhân viên y tế sẽ chọn ngẫu nhiên người để xét nghiệm. Nếu người được chọn không đồng ý lấy mẫu thì nhân viên y tế sẽ chọn người khác. Việc xét nghiệm trong thời điểm này là cần thiết và phù hợp để sàng lọc nhanh các trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, lãnh đạo CDC Cần Thơ nói. Những ngày gần đây, Cần Thơ ghi nhận 1 đến 3 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở mức độ nhẹ, dự báo có khả năng tăng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5. Sở Y tế Cần Thơ khuyến cáo người dân duy trì biện pháp 2K, khẩu trang khử khuẩn và vaccine để phòng chống COVID. Hiện Sở Y tế thành phố Cần Thơ đã xây dựng phương án ứng phó với dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn của thành phố. Theo đó, trong tình huống 1, chủng virus vẫn tiếp tục biến đổi. Tuy nhiên, do cộng đồng đã có miễn dịch nên số trường hợp nặng và tử vong ở mức thấp, dịch không còn nghiêm trọng hoặc là xuất hiện biến thể mới nhưng ít nghiêm trọng. Trong tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch tương tự như đối với các bệnh truyền nhiễm nhóm B để tạo điều kiện cho người dân thích ứng với an toàn, linh hoạt với trạng thái bình thường mới. Với tình huống 2, xuất hiện biến thể mới nguy hiểm hơn, có khả năng làm giảm hiệu quả vaccine hoặc miễn dịch, khiến ca nặng hoặc tử vong tăng lên, dịch có nguy cơ bùng phát mạnh, trên diện rộng, vượt quá năng lực của hệ thống y tế. Đối với tình huống này, các biện pháp phòng chống dịch sẽ được củng cố và thực hiện nghiêm đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A, nhằm nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, hạn chế số lượng mắc bệnh và tử vong. Vụ tông xe vào cảnh sát giao thông ở Long An là cố ý giết người. Thưa quý vị, tông xe vào lực lượng chức năng khiến thiếu tá cảnh sát giao thông và hai công nhân tử vong, cơ quan chức năng đã tạm giữ hai đối tượng. Chiều 21 tháng 4, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường tỉnh 824, đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô lưu thông với tốc độ cao chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh. Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra, thế nhưng tài xế không chấp hành mà tông thẳng vào lực lượng chức năng để bỏ chạy. Cú tông làm thiếu tá Nguyễn Xuân Hào, công tác tại đội cảnh sát giao thông Công an huyện Đức Hòa và hai người dân là Huỳnh Nguyễn CM, sinh năm 1994, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh tử vong tại bệnh viện Xuyên Á, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và Phan Thị KT, sinh năm 1973, ngụ quận 12 thành phố Hồ Chí Minh bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu. Vụ cố ý tông xe trên là hành vi cố ý giết người, phải điều tra khởi tố, xử lý hình sự đúng quy định của pháp luật. Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát để thiết lập trật tự giao thông, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông, đó là trách nhiệm nặng nề, đáng trân trọng. Ai cũng hiểu rằng, một vụ kẹt xe, một trận mưa lớn, một sự cố hỏng đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ. Nếu như không có cảnh sát giao thông phơi mưa nắng xử lý thì không thể lưu thông được. Trên các tuyến quốc lộ, nếu như vắng bóng cảnh sát giao thông, chắc chắn là tai nạn xảy ra nhiều hơn những gì mà chúng ta đang chứng kiến. Trở lại vụ tông xe vào lực lượng chức năng trên, có thể thấy rằng sự tàn ác, dã man của người thực hiện hành vi vi phạm, họ đã không còn nhân tính. Hãy suy nghĩ rằng, những người làm nhiệm vụ bị tông chết trên là con, là chồng, là vợ, là người thân của một gia đình lại chết một cách quá tức tưởi, không thể để kẻ thù ác thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bản án phải thật nghiêm để răn đe những tên côn đồ gian lận khác. Chủ tịch công ty Mario Capital bị bắt vì lừa đảo gần 43 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra làm rõ vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Mario Capital bị tố cáo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của các nhà đầu tư đất với số tiền là 42,9 tỷ đồng. Qua kết quả kiểm tra xác minh tố giác về tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang xác định trong năm 2021, Hắc Ngọc Hoàng, sinh năm 1980, trú quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Mario Capital đã lừa đảo chiếm đoạt của các nhà đầu tư đất với số tiền 42,9 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, Hoàng dùng thủ đoạn đưa ra các thông tin gian dối về việc chuyển nhượng các lô đất thuộc dự án khu đô thị Long Trì ở thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để lừa đảo. Để phục vụ công tác điều tra xử lý, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Hắc Ngọc Hoàng. Quá trình khám xét nơi làm việc của bị can, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vật chứng có liên quan. Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị các tổ chức cá nhân nào đã ký hợp đồng nộp tiền đặt cọc cho công ty Mario Capital để nhận tiền chuyển nhượng sử dụng đất dự án khu đô thị Long Trì, trực tiếp liên hệ phòng cảnh sát kinh tế để được xem xét hướng dẫn giải quyết. Ép buộc người khác uống rượu bia xử lý như thế nào? Thưa quý vị, theo luật sư, hành vi xúi dục ép buộc người khác uống rượu bia là trái pháp luật và có thể bị xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Rượu bia thường xuất hiện trong mọi cuộc vui, tuy nhiên là một số người có thói quen ép người khác uống rượu bia mà không lường trước được những hệ lụy. Vậy hành vi trên có bị xử lý hay không? Đó là câu hỏi của Hoàng Trung, 30 tuổi, ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Liên quan đến vấn đề trên của bạn đọc Hoàng Trung, luật sư Võ Đan Mạch, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo khoản 1 điều 5 Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 quy định nghiêm cấm các hành vi xúi dục ép buộc người khác uống rượu bia. Theo đó, tại điểm B khoản 3 điều 30 Nghị định số 117 năm 2020 NĐ-CP quy định phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi ép người khác uống rượu bia. Mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần so với mức phạt đối với cá nhân. Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 điều 529 Bộ luật Dân sự năm 2015, khi một người cố ý dùng rượu hoặc chất kích thích khác làm cho người khác lâm vào tình trạng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi gây thiệt hại cho người khác thì sẽ phải bồi thường. Như vậy, hành vi cố ép người khác uống rượu bia là hành vi vi phạm pháp luật phòng chống của rượu bia. Đồng thời, trong trường hợp làm người đó mất nhận thức và gây ra thiệt hại, thì người ép buộc người khác uống rượu bia phải chịu trách nhiệm bồi thường đối với thiệt hại đó. Tuy nhiên là việc chứng minh hành vi xúi dục ép buộc người khác uống rượu bia chưa có quy định cụ thể. Do đó, căn cứ để xử lý có hay không hành vi ép buộc người khác uống rượu bia thì cần làm chứng hoặc trích xuất camera những hình ảnh, video trong bàn nhậu thì mới có khả năng xử lý trách nhiệm. Về thẩm quyền xử phạt, luật sư Mạch cho biết, căn cứ theo quy định tại Điều 103, Điều 106 Nghị định số 117 năm 2020 NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 124 năm 2021 NĐ-CP, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, trưởng công an cấp huyện có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với những người có hành vi ép buộc người khác uống rượu bia.